giảm, tất cả bây giờ nó hết tiền không? Vâng, không tham làm gì cái trà xuân. Nhưng cháu năm nay được ít ý mà, được ít nhất trong những năm cắt trà xuân ấy. 7 tạ à, 7 nghìn à? 7 nghìn rưỡi cơ mà bà. Mấy tạ? Bà chắc được 4 tạ rưỡi. Nhưng mà 4 tạ. Nhưng mà cháu mà không hái thì cháu cũng được 5 tạ rưỡi. Cái năm ông làm căn hình như được 6 tạ mà. Ui giời, kêu suốt đấy. Chiều hôm qua tao đi tao gọi thằng Phong. Mỗi một lần cắt trẻ cháu cũng nói ra ra. Kêu suốt cả buổi, làm cái gì cũng kêu bạn. Đi hái bưởi chè về cũng kêu đau nượng đầu kia. Hôm chiều hôm qua chả đi tìm thằng Phong bảo tao thuê cắt cho nó xong đi, cháu cha thèm nói gì. Thế tao bảo có chắc thuê nó giả nó bao nhiêu đấy. Thế là sang nó bận nó không đi được. Cứ như ông dở hơi mà suốt ngày kêu đau, cháu bảo chỉ chơi mà không đau. Người ta còn đi cắt thuê kia cả, xuống xem tuấn luyện kia cả. Ông này ông chẳng muốn làm gì đâu. Cháu bảo nó, ông đấy, ông thì kết, ông già thế. Ông vừa đi bốc mía thuê, ông vừa đi cắt trẻ thuê một năm bao nhiêu tiền. Thế cháu bảo bây giờ mình chả đi cắt được thuê thì thôi thì cố cắt. Đấy, cắt cái trẻ nhà đi. Nhưng mà cắt hôm nào nó kêu hôm đấy. Chứ cháu cũng có bắt đi cắt thuê đâu. Là mía không bị ở nhà. Nó chết lúc chặt nó dày xong rồi lúc ấy nó lại. Vâng, xong là nó chết hết. Ơ ai ăn nhà Luyên Thuận nó trồng khoai ở đây à bà? Chị, cháu thấy nó bới bới mấy củ mất kia. À thế à? Sao bà bớ đuổi lồi mang về luộc? Nọ nhưng mà nó không muộn rồi, chả thuốc cũng được vậy. Khoai đấy chắc ngon đấy. Ui khoai lim ngon lắm, bở đỗ. Khoai lim rồi. Nó ấy đây, nó rồng nhưng mà rộng u mấy thay. Thế à? Những cái dây nào đâu? Ôi giời, mẹ bới cả ngày được cái dây. Bới làm nồi luộc. Bà chỗ này xong sớm tí ra bới lấy một lồi. Lúc cháu ra đây mới hơn 9 giờ đấy mà. Điện thoại đâu không biết nữa rồi. Phải á. Xong bà lại bới nó lên xong bà lại đặt xuống à? Lên đây. À nó ở giữa à? Vâng. Cái ấy nó mọc lên đấy chứ còn đây phải trồng với đây. À cháu tưởng là bà lại bới nó lên đâu mà là trồng xuống. Đây là nó ở giữa cái luống đấy chứ nó mọc lên. Lên được không? Lên được thì nó sống. Rồi chăm nó vào mà nó không lên thì thôi. Mưa sống hết mà. Mưa sống hết. Nhà bà làm cẩn thận thôi đấy. Cẩn thận. Cẩn thận. Nhà cháu chỉ có làm láo léo thôi, chả có vun được như này đâu. Cào cào mỗi tí đất còn nguyên phân. Ông Lược ông còn bảo cậy phân nó cậy, chỉ cần cào cỏ. Bà thích anh đi lớp phân hay rinh đi cào cỏ. Trời thì lắng trang trang, mấy hôm đấy cứng được đúng một tí đất. Mà chỉ ấy một mé thôi, chả có ấy được hai như nhà bà đâu. Bà nhà cháu chỉ lấp phân một mé thôi. Tốt cái khỉ gì. Chưa. Thế à? Bắt đi tôn nhà nó sân vẫn bắn rồi chứ bà. Bắn nốt chỗ giếng đấy à? Chỗ ra nhà... ra nhà vệ sinh à? Đấy thì bán hết rồi.
Vâng.